Ai mong sông đẹp lòng Chúa, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người là gương công chính, đóa hoa huệ thắm vườn thiêng. Người gần Chúa Giêsu, nguồn mạch thánh khiết tinh tuyền. Hãy đến cùng Thánh Giuse. Ai say men tìm lời Chúa, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người hằng nghe Chúa nói, giữa âm thầm giữa lặng im. Bằng đời sống khiêm nhu, người nhìn xem đấng vô hình. Ai vui xong đời cần lao, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người từng đem công khó đắp xây cuộc sống trần gian, nhiệm vụ Chúa trao ban, trọn đời mong mắt chu toàn. Oh,
Trước khi dâng thánh lễ, chúng ta cùng chào mừng cha cố Giuse một tràng pháo tay. Hôm nay vì tình vì nghĩa với giáo xứ, đặc biệt là giáo họ Thánh Giuse, ngài đã về đây để cùng với tôi hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ, cho giáo họ Thánh Giuse. Chúng con rất là hân hoan đón chào cha cố. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng mà ngài cũng đã hết lòng vì chúng con mà đã hy sinh, không quản ngại đường xa mà đã đến đây. Chúng con xin cảm ơn cha rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho cha qua lời bầu cử của Thánh Giuse, để cha tiếp tục sống những ngày còn lại được hạnh phúc, được bình an, và luôn luôn nhớ đến chúng con và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Một thời gian rất dài cha đã ở đây và chung sống với chúng con. Nhân anh cha và con và thánh thần, nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ở cùng cha. Cùng với giáo hội toàn cầu, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã yêu thương ngài, đã tuyển chọn ngài để cho ngài được cộng tác vào chương trình cứu chuộc, để trở thành nghĩa phụ của Chúa Giêsu, để cùng cộng tác với Đức Trinh Nữ Maria để chăm sóc cho Chúa Giêsu trong những năm tháng thơ ấu. Vậy hôm nay mừng lễ Thánh Giuse, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam, chúng ta cầu nguyện cho Giáo phận Đà Lạt, cầu nguyện cho giáo hạt mới sẽ được thiết lập ngày hôm nay tại Đạ Tông vào lúc 10 giờ sáng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt có các sơ đang phục vụ tại giáo xứ chúng ta. Cầu nguyện cho giáo họ Thánh Giuse, và chúng ta cũng cầu nguyện cho cha cố, cầu nguyện cho tôi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho thánh cả Giuse và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho giáo hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Na-than rằng: Hãy đi nói với David tôi tớ ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi. Sau đó ta sẽ cho mưu duệ ngươi lên kế vị, và ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời. Ta sẽ là cha của người, và người sẽ là con ta. Nhà của ngươi và triều đại của ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Mưu duệ người tồn tại muôn đời. Mưu duệ người tồn tại muôn đời. Đời đời con ca tụng tình thương Chúa qua muôn ngàn thế hệ. Miệng con rao giảng lòng thành tín của ngài, tình thương ấy được xây dựng tới muôn đời,
lòng thành tin Chúa được thiết lập trên trời. Yêu dễ người, tồn tại muôn đời. Chúa phán, ta đã giao ước với người ta tuyển chọn, đã thề cùng David nghĩa bọc ta rằng dòng dõi người ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngài và người ta xây dựng qua muôn thế. Yêu dễ người, tồn tại muôn đời. Người sẽ thưa cùng ta, ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đã cứu độ con. Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước với người. Yêu dễ người, tồn tại muôn đời. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham, hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta. Như có lời chép rằng, ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc. Trước mặt Thiên Chúa, đấng ông đã tin, đấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc. Như có lời đã phán với ông rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thế. Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Gia-cóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì Thiên Thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, tất cả anh chị em rất thân mến. Ngày nay khi nói đến từ gia trưởng, người ta thường nghĩ ngay đến một người đàn ông độc đoán, cứng nhắc, kiêu ngạo, áp đặt ý chí của mình lên người khác. Thật ra bản thân gia trưởng chỉ có nghĩa là người chủ gia đình. Đối với các gia trưởng Công giáo, mẫu gương tu thân tuyệt vời của Thánh Giuse bổn mạng đáng để chúng ta suy gẫm và thực hành. Ngài đã sống một cuộc đời bình thường của một gia trưởng, cầu nguyện và lao động để bảo vệ, nuôi dưỡng gia đình thánh gia tại Nazareth. Thánh nhân đã cầu nguyện liên lỉ suốt cuộc đời. Ngài luôn kết hiệp với Chúa, đặc biệt là những khi gia đình của thánh gia gặp phải sóng gió. Nhờ đó, Ngài đã luôn nhận ra thánh ý Chúa và mau mắn thi hành. Khi lo âu buồn phiền, khi mừng vui hoan hỷ, Thánh Giuse đều đến cầu nguyện với Chúa để đón nhận thánh ý của Ngài. Trong xã hội hiện đại, vai trò gia trưởng được thể hiện đa dạng và có nhiều thử thách khắc nghiệt hơn. Thật khó để chu toàn nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành gia đình mà không bị mang tiếng là có thói gia trưởng. Có người nói rằng một người chồng tốt có thể là một người cha tốt, nhưng một người cha tốt chưa chắc đã phải là một người chồng tốt, và cả hai trường hợp chưa chắc đã là một gia trưởng tốt. Vậy hôm nay mừng lễ Thánh Giuse, bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam, bổn mạng của nhiều thành phần trong Hội Thánh, chúng ta xin Thánh Giuse bổn mạng phù hộ cho các bậc gia trưởng để họ có thể xây dựng gia đình của mình thành một cộng đoàn thờ phượng, thành một ngôi nhà hiệp thông, thành một mái ấm nuôi dưỡng và phát triển tình yêu khi thi hành những trách nhiệm là chồng, là cha và là chủ gia đình, để cùng cộng tác với nhau xây dựng nên một gia đình đầm ấm, hạnh phúc theo gương gia đình thánh gia mà Thánh Giuse là người gia trưởng thật là tuyệt vời. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã trao cho Thánh Giuse nhiệm vụ nuôi dưỡng Chúa Giêsu, yêu thương và chăm sóc Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha cho mọi người, mọi gia đình, nhất là những người mừng lễ bổn mạng hôm nay. Chúa đã chọn Thánh Giuse làm dưỡng phụ Chúa Giêsu. Xin Chúa cho Hội Thánh, cho Giáo hội Việt Nam và Giáo phận Đà Lạt luôn trung thành cộng tác vào sứ mạng cứu thế của Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Giuse đã hết lòng yêu thương Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu, đã dùng sức lao động vượt qua cảnh khó nghèo để nuôi sống gia đình. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người biết cần cù làm việc để góp phần làm đẹp thế giới và đem lại cơm no áo ấm cho gia đình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi người, mọi gia đình trong giáo họ Giuse, trong các cộng đoàn biết noi gương Thánh Giuse, cần cù lao động, yêu mến gia đình và cộng đoàn, xây dựng giáo hội và cộng đoàn, khiêm tốn chấp nhận thánh ý Chúa, để cuộc sống hàng ngày trở thành con đường thánh hóa bản thân và gia đình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, hoàn tất lời hứa cơ đồ,
sai con một yêu dấu đến trần gian, làm con Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria. Vì lời các ngài chuyển cầu, xin cứ nhầm lời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời tiên dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Trinh Nữ Maria, nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khỏi, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con đi nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, thì cầm lấy chén tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con đi nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới ở vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con. Và nhiều người được tha tội, các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa từ trên và biến dựng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục An Tôn chúng con, Đức Giám mục Phó Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban cho anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng của nhan Chúa. Chúng con là xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Tam Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Kính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. An của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Thank you.
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Trọng kính cha Giuse quản sứ và cha cố Giuse, nguyên chánh sứ Tân Hà từ năm 1973 đến năm 1993. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn hiện diện, hiệp cùng với Giáo hội toàn cầu hân hoan mừng lễ Thánh Giuse, vạn trăm năm của Đức Mẹ Maria, là dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Ngài là vị thánh được Giáo hội tuyên phong là đấng công chính, là thánh cả. Ngài là vị thánh rất có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Ngài là bổn mạng Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Đà Lạt, Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Đặc biệt Thánh Giuse là bổn mạng của cha Sở, cha già cố, Giáo họ Thánh Giuse, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Hà, Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế Giáo xứ Tân Hà và của nhiều tín hữu trong giáo xứ. Kính thưa cha Sở Giuse, nhân ngày mừng bổn mạng cha, trong tâm tình con thảo, con xin thay lời toàn thể giáo dân giáo xứ Mân Côi Tân Hà chúc mừng cha, nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh cả Giuse luôn nâng đỡ và gìn giữ cha, luôn ban cho cha được hồn an sắc mạnh, nhất là ơn khôn ngoan thánh đức để phục vụ hội thánh và hướng dẫn dạy dỗ xây dựng giáo xứ Tân Hà chúng con ngày càng tươi đẹp cũng như trưởng thành hơn trong đời sống đức tin. Kính thưa cha cố Giuse, cộng đoàn giáo xứ chúng con rất hân hoan có sự hiện diện của cha cố về hiệp dân thánh lễ mừng kính thánh cả Giuse cũng là bổn mạng của cha. Chúng con xin chúc mừng cha, xin Thánh Giuse luôn đồng hành và bầu cử cùng Thiên Chúa cho cha nhiều sức khỏe, luôn được sống an lành hạnh phúc, mãi là cây cao bóng cả, tỏa hương thơm về đời sống nhân đức, nhất là đời sống đức tin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con noi theo. Cộng đoàn giáo xứ chúng con xin cha tiếp tục cầu nguyện cho mọi sinh hoạt của giáo xứ chúng con ngày càng tốt đẹp như lòng Chúa ước mong. Bởi lẽ, những hy sinh âm thầm và lời cầu nguyện của cha cố trong những năm tháng tuổi già là kho tàng thiêng liêng vô giá của Hội Thánh Chúa nơi trần gian này. Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt tôn vinh Thánh Giuse làm quan thầy với một lòng tín thác yêu mến và cậy trông. Xin Thánh Giuse luôn cầu bầu cùng Chúa ban nhiều ơn lành xuống cho hội dòng, đặc biệt quý sơ luôn noi gương Ngài sống thanh bần, trinh khiết, luôn vân theo Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và xin Thánh Giuse ban cho quý sơ được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn trung thành thăng tiến trong đời sống thánh hiến của mình. Tôi cũng đại diện giáo xứ chúc mừng lễ bổn mạng của giáo dân giáo họ Thánh Giuse, Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế và toàn thể tín hữu trong giáo xứ nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Xin Thánh Nhân cầu bầu cùng Thiên Chúa ban cho quý vị được nhiều ơn lành hồn xác, luôn sống trong tâm tình hiệp nhất, yêu thương và bình an. Hãy noi gương và bắt chước Thánh Giuse để sống và làm chứng tá đức tin cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, chúng con xin chúc mừng bổn mạng hai cha và kính dâng lên hai cha những bông hoa tươi thắm để chúc mừng, chia vui và tỏ lòng kính yêu của chúng con. Trước nhất là xin đại diện cho cha cố để chân thành cảm ơn những cái lời chúc mừng rất là tốt đẹp của ông Chánh Trương đã gửi tới cha cố và tôi. Đến đây cũng xin chúc mừng hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, các anh chị em trong hội giáo dân Mến Thánh Giá. Chúc mừng giáo họ Thánh Giuse và tất cả mọi người có bổn mạng là Thánh Giuse.
Cho nên hôm nay có cái sự hiện diện rất là quý hóa của cha cố Giuse. Từ đây chúng con xin cha cho chúng con được nghe những lời vẫn còn khỏe khoắn, đầy sức lực của một cụ cao niên. Chúng con xin được kính mời cha. Kính thưa cha sở, cha sở cho hôm nay được về nhà kế ở đây. Bây giờ chả biết nói gì nữa giờ. Mọi cái thì cha sở đã nói, và trong ngày vừa rồi cũng đã nói hết. Tôi bây giờ gần 100 tuổi rồi, cũng là lẩm cẩm, nhớ trước quên sau, chẳng biết nói cái gì. Tôi chỉ nói là xin cảm ơn cha sở và cộng đoàn. Và xin cha sở cũng như tất cả cộng đoàn thương xót tôi, cầu nguyện cho tôi được sống tử tế Hà Nội. Sứ mạng bây giờ không phải giờ ở các sứ nữa, nhưng được ở nhà hưu. Và ở nhà hưu cũng được 5 năm rồi. Bây giờ chỉ còn mong có một chuyện là mong được chết đành trong tay Chúa và những mẹ và Thánh Giuse. Vì thế xin tất cả mọi người cầu nguyện cho tôi được cái ơn đó. Và một lời nữa là tất cả chúng ta hãy đến cùng mẹ Maria, hãy đến cùng Thánh Giuse, xin các đấng dẫn dắt cho chúng ta từ đời sống, từ suy nghĩ, từ việc làm của mỗi người, để mọi người được nhận nhau là anh em con cùng một Chúa của chúng ta. Gặp một người nào người con của Chúa, chúng ta đối xử với người ấy thế nào cho xứng đáng là con của Chúa, cũng như Chúa ngài chúng ta đối với chúng ta cũng coi chúng ta là con của Chúa. Và vì thế mà cái lời cuối cùng Chúa nói, các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đấy là mấy lời tôi xin cảm ơn. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cao sang nhớ khi sanh tiền cha đã giữ gìn thánh thân, dám xin hầu phục
đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bàn thánh sanh đức nữ trinh. Nhân đức Cha sáng ngời soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện cho con nói dấu người liên, để sau được vinh phúc vô biên. Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trời, người hàng chiêm ngắm tôn nhan Chúa trời ngồi hành, dám xin Cha lành cho chúng con dậy ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bàn thánh sách đức nữ trinh. Nhân đức Cha sáng ngời soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người liên, để sau được vinh phúc vô xứng một vị hiền phu. Bạn lành trinh nữ, Cha nuôi nhi đồng Giêsu. Giáng sinh hồ phù, dìu dắt kẻ làm gia trưởng, thánh hóa gia đình và ban phúc thiên nghìn thu. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bàn thánh sách đức nữ trinh. Nhân đức Cha rạng ngời soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người liên, để sau được vinh phúc vô biên. Số mọi chúng con rất hân hạnh và vui mừng được chào đón Cha cùng toàn thể quý vị và chương trình Mừng Kính Thánh Giuse Bổn Vàng của số mọi chúng con xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị, hôm nay trong niềm vui hân hoan của toàn thể giáo hội long trọng mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, vào cũng vào ngày này, ngày 19 tháng 3 hàng năm, giáo họ chúng con quy tụ nơi đây mừng kính Thánh Giuse trong tâm tình tri ân cảm tạ với bao hồng ân Chúa đã ân ban cho giáo họ chúng con dưới sự bảo trợ đầy ưu ái của Thánh cả Giuse. Nguyện xin Thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp cho giáo họ chúng con được bình an và phát triển, cho mọi người được sống yên vui và hạnh phúc. Xin Ngài gìn giữ, chăm sóc cho cuộc sống mỗi gia đình chúng con. Thưa quý vị, ngày lễ bồn màng của chúng ta năm nay diễn ra trong năm đồng hành với gia đình khó khăn. Có rất nhiều những gia đình đang sống trong đau khổ, mệt mỏi và vô vọng. Họ khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình, con cái hư hỏng, lo toan tất bật vì cơm áo gạo tiền. Xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Thiên Chúa cho các gia đình biết sống và giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh. Xin Thánh Giuse nâng đỡ và hàn gắn mọi vết thương trong từng gia đình chúng con. Nguyện chúc cho các gia đình biết chào đón nhau và chúc mừng nhau bằng nụ cười thân thiện, ánh mắt thông cảm,
trái tim yêu thương và đôi tay rộng mở. Trong tâm tình yêu thương của mọi người, giáo họ chúng con nhận được rất nhiều những tình cảm thân thương gần gũi của quý vị. Giáo họ chúng con xin ghi nhận nơi đây tấm lòng cao đẹp của cha, quý sơ, quý ân nhân xa gần đã luôn hướng về ngày 19 tháng 3 dâng lời cầu nguyện, quảng đại chia sẻ trong niềm vui mừng lễ bổn mạng hàng năm. Chúng con xin cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của ban nhạc Đăng Khoa, ca đoàn, các em thiếu nhi, đội văn nghệ, dịch vụ ẩm thực tiết ân đã giúp chúng con trong buổi tiệc mừng lễ hôm nay. Chắc chắn rằng sự chuẩn bị của chúng con vẫn còn nhiều thiếu sót. Kính mong quý vị rộng tình tha thứ. Xin chúc quý vị sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây, chúng con xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý ông trong hội đồng giám họ tiến bước lên sân khấu. Trọng kính cha Giuse quản sứ, trước hết chúng con gồm 112 gia đình trong giáo họ Thánh Giuse vô cùng hân hoan và trân trọng chào đón cha Giuse quản sứ bằng một tràng pháo tay yêu thương nồng nhiệt nhất của chúng con. Chúng tôi cũng xin dành một tràng pháo tay nữa để vinh dự đón tiếp quý vị trong hội đồng giáo sứ, đại diện hội đồng các giáo họ, đại diện giới gia trưởng, giới hiền mẫu và giới trẻ trong giáo xứ. Hôm nay 19 tháng 3, mừng kính thánh cả Giuse quan thầy, chúng con nguyện ước từ nay dựng xây giáo họ ngày càng đẹp xinh. Giáo họ chúng con xin tạ ơn Chúa vì có thánh Giuse làm bổn mạng. Ngài là đấng thần thế trước mặt Thiên Chúa, gương vâng lời, khiêm nhu và tin tưởng tuyệt đối. Ngài đã trọn vẹn cùng lúc hai sứ mạng là hiền phu và hiền phụ của mẹ Maria và Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn cha Giuse quản sứ và cha cố Giuse nguyên quản sứ đã dâng lễ sáng nay cầu nguyện cho các gia đình trong giáo họ, cho những ân nhân xa gần, cho người còn sống cũng như đã qua đời. Nhân dịp này, toàn thể giáo họ chúng con kính chúc cha Giuse quản sứ qua lời bầu cử của thánh cả luôn an mạnh, tràn đầy hồng ân Chúa. Cách riêng xin chia vui với quý ông đã nhận thánh Giuse làm bổn mạng. Giờ đây chúng con trân trọng kính mời cha Giuse quản sứ có đôi lời giáo huấn và thánh hóa của ăn cho bữa cơm hiệp nhất ngày hôm nay. Chúng con trân trọng kính mời. Kính thưa quý cụ, đại thần hội đồng giáo xứ, hội đồng các giáo họ cũng như tất cả quý bà anh chị em trong giáo họ Giuse, niềm vui của chúng ta sẽ được trọn vẹn khi buổi trưa hôm nay chúng ta cùng đến đây để dùng bữa cơm chung với nhau. Thánh lễ là cao điểm sáng nay rồi, bây giờ chúng ta lại được thêm cái tinh thần thân ái ở trong một cái bữa cơm rất là thân mật. Xin chúc mừng giáo họ Thánh Giuse. Ước gì giáo họ biết xây dựng cái tinh thần gia đình hiệp nhất, yêu thương ở trong giáo họ của mình, gắn kết giữa các gia đình với nhau để chúng ta thêm cái tinh thần thân ái trong giáo họ, rồi để cùng đồng hành với giáo xứ chúng ta chung xây cái ngôi nhà chung của giáo xứ của chúng ta mỗi ngày đẹp đẽ hơn. Xin Thánh Giuse là bổn mạng của hội thánh của giáo phận Đà Lạt cũng như là bổn mạng của giáo họ chúng ta, luôn luôn bầu cử che chở gìn giữ tất cả mọi gia đình trong giáo họ được sự bình an trong cuộc sống trần gian này. Một năm thì nó trôi đi rất là nhanh, năm ngoái chúng ta cũng đã hiện diện ở đây, rồi thoáng một cái chúng ta lại thấy được gặp mặt nhau ở đây trong cái tinh thần chung của gia đình giáo họ. Rồi một lần nữa xin chúc mừng giáo họ Giuse, chúng ta vỗ tay để mừng cho nhau.
nhân anh cha và con và thánh thần. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân tình người. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ơi. Đâu ý ở tâm đầu, ở đây chưa tràn buồn vui. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một vị thánh rất là đặc biệt, đó là thánh Giuse, là cha nuôi của Chúa Giêsu, là bạn trăm năm yêu dấu của Đức Maria. Ngài đã che chở gìn giữ gia đình của thánh gia. Xin Ngài cũng đồng hành che chở gìn giữ các gia đình trong giáo họ chúng con, và luôn luôn hiệp nhất chúng con trong tình bác ái, để chúng con thật lòng yêu xưng thương nhau, chung xây giáo họ thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Và giờ đây xin Chúa chúc lành và thánh hóa bữa ăn này. Con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân Đinh Cha và con và thánh thần. Và xin kính chúc mọi người ăn uống vui vẻ. Với lời cầu nguyện và chúc mừng của cha sẽ làm tươi đẹp và chỗ sinh hoa trái cho vườn cây hiệp thông tại giáo họ Giuse này. Xin kính chúc cha hồn an sắc mạnh, bình an trong tình thương của Chúa, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Nguyện xin cho con biết vững tin, cho con biết hy sinh, dấu xuôi ngược giữa đời. Mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, chúng ta cùng đến với tiếng hát của quý anh trong cao đoàn giáo khu qua ca khúc Dõi Bước Theo Thánh Giuse, nhập vào lời của Quang Huy. Xin quý vị cùng lắng nghe. Yeah.
cảm ơn tiếng hát của các anh trong dâu họ Giuse. Một tiết mục mở đầu thật ý nghĩa và ấn tượng, để cho bầu khí mừng bổn mạng hôm nay thêm tưng bừng nhộn nhịp. Chúng ta cùng hòa chung với điệu nhảy vui nhộn sôi động cùng với các cháu thiếu nhi dâu họ, một vũ điệu rất đặc sắc được mang tên Pira Dinha. Chúa ơi như là Chúa, Chúa thiên chúa, mở sáng các chúa,
hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyên vời, mấy cung đàn thờ tấu lên chiều mê, tất cả cuộc đời con thơm ngát hơn còn đi qua tháng năm trường, sớm chia buồn vui, cúi an phù thu. Dẫu còn là tội tơ tay trắng con cùng, thằng ăn chúa chăm che tháng năm. Tay con nhỏ bé đón sao cho vừa, thầm ân chúa vô biên vô tận, tìm con nhỏ bé những ngày có cơ. Thank you.
trong chiều mưa, vồn vã cánh tay Ngài đưa, dắt con vào miền thương nhớ. Trên thiều đào Ngài chuông chưa chan ngày nào, thánh thương ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Oh, my God.
Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu,
nhạc phẩm Lời Vọc Tình Yêu sẽ được gửi đến quý vị qua hai giọng ca nam trong cô đoàn dâu họ. Xin được thân mời tiếng hát của anh Nguyễn Quốc và Trần Phú ạ. Trên đồi cao trong gió lao sao gọi mời tình yêu. Giê-xu gục ngã treo trên thập giá, giang cánh tay ôm tôi đoà đầy. Ôi thân tàn tôi, con Chúa trời sẽ hồn triệt nhiên nhiên. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hỏi tới mà lãng quên ân tình biên cương. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian, vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lỗi tội. Đôi cao trong tiếng khúc chuyên chiều một tình yêu. Hương xuân lặng lẽ môi khô bờ heo, tim nát tan gai nhọc bao tan. Ơi tình sâu ai có bao quay về một yêu thương. Chàng người hỡi, xin ta lầm lỗi, mà nỡ quên đơn tình đến cuối. Chết vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân, chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lỗi tội. Ngựa hoang nào dâm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời. Ngựa phi như điên cuồng, chưa vang nói chưa đến dần. Chim lưng cao ngoan, những biến đổi loài vẫn hằng. Một hôm ngựa bóng thấy yên bình, thắm cỏ tình yêu dưới chân mình. Nhưng đời là ngựa hoang chết nhục, và trên lưng nó ôi còn nguyên bên cuối. Tiếng bay chuyền hàng phút vẫn vui, chiều đông đưa những dấu chân đầu. Vô vấn hoa vô tình lúc em đưa, dù trong mưa gió biết ai vô về. Để lâu ngày sau khi ta cần nhau, ta nuôi chút em vui ngày đầu. Tháng đầu tiên em quên, tình cho cơn ngủ mê nổi phai trên hàng mi. Trước khi mình nhớ
về, mong cánh mây bay đi. Còn gì trên đôi ta nên thầm hờn xuống mình.